Trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Tôi là Mục sư Nguyễn Hữu Mạc, Hội trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Bắc, Hiệu trưởng Trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập tổ chức IGE, tôi xin gửi tới Ngài Chủ tịch cùng toàn thể quý vị lời chào mừng tốt đẹp nhất trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Kính thưa quý vị, tổ chức IGE đã hoạt động tại Việt Nam từ 16 năm trước đây. Thông qua các khóa tập huấn và các hội nghị bàn tròn liên quan đến những vấn đề đức tin cơ đốc và tôn giáo pháp quyền tại Việt Nam đã mang lại những kết quả hết sức thiết thực, giúp kết nối được những nhà quản lý nhà nước về tôn giáo, các nhà nghiên cứu và nhiều chức sắc các tôn giáo được tiếp cận dễ dàng, hiểu biết nhau hơn và cùng có cái nhìn tích cực hơn về các vấn đề có liên quan, cũng giúp giải quyết một số các xung đột bất đồng về quan điểm liên quan đến tôn giáo, nâng cao sự nhận thức và nếp sống tín ngưỡng trong cộng đồng. Hướng tới tương lai, tôi mong muốn tổ chức IGE có nhiều hoạt động thường xuyên hơn nữa, tích cực hơn nữa tại Việt Nam. Nếu tôi có thể nói với bất kỳ ai một điều về IGE, thì điều đó là đáng tin cậy và khách quan. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước trên quý vị.